Ngày hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát biểu công khai về thầy Thích Minh Tuệ sau khi thu thập và chia sẻ nhiều thông tin được cho là lấy từ không gian mạng. Các bằng chứng bà đưa ra có liên quan đến một video từ kênh YouTube của chị Lê Thị Miễn, một TikToker sống ở nước ngoài. Kênh này theo đám u mê thầy Thích Minh Tuệ thì được xếp vào hội Ma Tăng, một nhóm mà bà cáo buộc đang lợi dụng nhân vật chị Lê Thị Miễn để tấn công và làm mất uy tín của thầy Thích Minh Tuệ. Bà Hằng đã dùng nhiều ngôn từ mạnh để chỉ trích thầy Thích Minh Tuệ, trong đó có cả những nhận xét cá nhân về thói quen vệ sinh và sinh hoạt của thầy. Bà cho rằng thầy Thích Minh Tuệ không giữ gìn vệ sinh cá nhân và dùng các từ ngữ như ở bẩn, ở dơ, thậm chí nói rằng thầy không đánh răng, không tắm rửa và đi ỉa không chùi đít. Ăn nói thì không ra gì, ở dơ không tắm, ăn thì không đánh răng, đưa lên là sư Minh Tuệ là Phật sống. Thật sự mà nói nghiêm túc, tại mày bất tài, có cái gì mà mày đọc công điện thì đúng không? Nói là phải nói như vậy đó, nó mới chính xác. Tại vì mày bất tài đến nỗi mày không có cái gì ngoài cái đọc công điện đó thì nó đúng không? Còn nếu mày có tài thì chắc mày chịu âm đâu được công điện đó. Bà Hằng tự nhận mình là một CEO có uy tín, nhưng không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mà bà gọi là nhận định thẳng thắn để nói về các hành vi mà bà cho rằng không phù hợp với hình ảnh của một người tu hành. Tiếp theo, bà Nguyễn Phương Hằng đề cập đến vấn đề tôn giáo, trong đó bà cho rằng có những người theo đạo Thiên Chúa đang ủng hộ và tung hô thầy Thích Minh Tuệ với mục đích chống phá Phật giáo. Bà nhận định đây là một động thái kích động, chia rẽ tôn giáo và không có cơ sở bằng chứng. Theo bà, Việt Nam là một đất nước tự do tín ngưỡng, và mọi tôn giáo đều có thể tồn tại trong hòa bình mà không cần sự can thiệp hay kích động từ bất kỳ cá nhân nào. Bà nhấn mạnh rằng cáo buộc này không chỉ bịa đặt, mà còn đi ngược lại sự đoàn kết trong cộng đồng tôn giáo và dân tộc. Ngoài ra, bà Hằng cũng cho biết đã có thông báo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương sẽ triệu tập bà để làm việc về việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng. Bà cho rằng những mâu thuẫn mà bà giải quyết trên không gian mạng là cần thiết, nhưng bà cũng nhận thức rằng với vị thế là một người có ảnh hưởng lớn, bà cần thận trọng trong việc phát ngôn và chia sẻ thông tin. Bà cũng khẳng định mình sẵn sàng chịu trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với việc xử lý nếu những thông tin này không chính xác. Trong phần phát biểu của mình, bà Hằng còn đưa ra nhiều nhận định về vai trò của nhân dân và quyền của người dân. Bà cho rằng nhân dân là của tôi, đồng thời tuyên bố rằng không ai có thể can thiệp vào điều này. Bà khẳng định mình là một người có ảnh hưởng, là một CEO có tầm vóc và bà sẵn sàng bảo vệ nhân dân dù có phải đối mặt với những tranh cãi hoặc thậm chí là tù đày. Bà cũng cho rằng nhiều lãnh đạo trong chính quyền đã hiểu được mục tiêu và lý tưởng của bà và bà sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đó, bất chấp sự phản đối từ dư luận. Tóm lại, bà Nguyễn Phương Hằng đã bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về thầy Thích Minh Tuệ và vấn đề tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh niềm tin của mình vào sự ủng hộ và bảo vệ nhân dân Việt Nam.